Tường San này, em làm xong bản báo cáo chưa? Em làm xong rồi ạ, em vừa xong. Chị xong chưa? Chị vẫn đang làm cái này mà mãi không xong cả. Eo ơi, sao mà dài thế không biết nữa. Tường San này, hay là em làm phụ chị một tí được không? Đi nhá, rồi hôm nào ấy chị mới em ăn lẩu. Đằng nào bây giờ ấy em cũng làm xong việc rồi, làm gì có gì mà làm nữa đâu nhá. Vâng, thế cũng được. Thế chị gửi qua mail cho em đi. Nhưng mà em làm xong ấy thì chị nhớ sửa lại đấy nhá. Ừ, chị biết rồi, cảm ơn em nhá. Dạ, trưởng phòng, em được bản báo cáo của em vào Tường San ạ. Ừ. Nhưng mà sao em được muộn đấy? Dạ, tại Tường San làm chậm quá, làm mãi không xong nên là em phải làm hộ một nửa, mong anh thông cảm ạ. Cái gì cơ? Em làm một nửa báo cáo của Tường San luôn á? Dạ vâng, nếu như mà em mà không làm hộ ấy thì chắc là ngày mai mới xong, như thế thì hơi muộn anh ạ. Thế thì vất vả cho em quá rồi. Không được, anh sẽ phải nhắc nhở Tường San. Dạ thôi ạ, anh đừng có mà nhắc. Em không muốn là bị mang tiếng làm hộ xong đi kể công đâu ạ. Như thế công ty mà biết ý, lại nói xấu em ra đấy đấy ạ. Thôi được rồi, em ra ngoài đi. Dạ vâng, em chào anh. Chỗ nào cũng đúng, rất khó để tìm ra sai sót. Cái con bé Tường San thì lươn thật đấy. Đã thế thì mình phải gạch tên nó, thay tên mình vào, phải cho nó một bài học mới được. Các cô làm báo cáo kiểu này đấy hả? Hả? Phó giám đốc nó gọi tôi lên để nói cho tôi một trận đấy. Mang về làm lại đi. Dạ vâng ạ, em sẽ mang lại báo cáo này về để sửa. Nhưng mà cho dù là báo cáo của bọn em có sai sót nhiều như thế nào thì cũng là do bọn em làm, bọn em sẽ chịu trận chứ ạ. Tại sao phó giám đốc lại có thể chỉ trách anh được? Bản báo cáo này là của tôi phải xem lại. Đương nhiên là phó giám đốc phải gọi tôi lên để nhắc nhở rồi. Chẳng nhẽ là gọi các cô ra để mà nói trực tiếp à? Làm sao? Bất mãn à? Sợ không ạ, em cũng biết là trình độ của em đang ở đâu, cần phải trau dồi với các học hỏi thêm nhiều kiến thức ạ. Ôi, sao lại sai nhiều thế này? Tường San, chỗ này... Chỗ này là chị làm mà, em có biết gì đâu. Dạ thưa anh, bọn em xin phép về phòng làm việc trước ạ. Cái này bọn em sẽ sửa lại rồi nộp sau ạ. Lão Việt Anh này, tại sao hắn ta lại ký tên vào đây nhỉ? Đây là bản báo cáo của mình làm mà. Trời, lão ta dám xóa tên của mình, ghi mỗi tên hắn. Hèn gì bị phó giám đốc nhắc nhở sai khiến trách nhiều. Bản báo cáo này cũng khá khá lỗi, nhưng mà tại vì trình độ của mình kém hơn hắn ta, làm từng này lỗi thôi ấy. Có khi phó giám đốc mà biết, phó giám đốc còn khen mình đấy chứ. Còn chính hắn ta cao như thế, làm ra mấy cái lỗi như này, bị khiển trách cũng phải thôi. Mà bực mình thật, cái bản báo cáo này mình làm ấy, có khi là cũng được mấy triệu tiền công ấy chứ. Thế mà lão ta chỉ ghi mỗi tên lão, dám cướp hết của mình chứ. Công nhận là xấu tính, còn không cho mình ké tên một tí nào cả. Trời đất ơi, bật tính thật đấy. Nhà thôi kệ đi, đằng nào ấy thì mình cũng chỉ định học hỏi thôi, coi như đây là tiền công để mình học hỏi vậy. Nhưng mà sau này á, lão ta mà dám không viết tên mình nữa thì mình sẽ mách phó giám đốc cho mà xem, dám cướp hết công của mình.
Công nhận là cái con bé Từ Xa này cũng giỏi thật đấy. Lần này mình sẽ xem xét thật là kỹ, sau đó là chỉnh sửa lại số liệu thật là đẹp long lanh. Kiểu gì là phó giám đốc cũng hài lòng với mình nhưng mà xem. Đợi lâu chưa? Sửa nhanh đấy, đưa anh xem nào. Dạ, em vừa mới tới thôi ạ. Em gửi anh. Ai trong cậu điều chỉnh số liệu điều tra đấy? Ơ, chỉnh cái gì ạ? Em có chỉnh cái gì đâu. Cậu vẫn không dám nói dối tôi à? Hả? Rõ ràng điều chỉnh số liệu điều tra sờ sờ như thế này. Chỗ này số này, bảng kia lại số khác. Ok. Lộ đuôi cáo này cậu vẫn dám nói dối tôi à? Cậu làm ăn kiểu gì đấy? Em cái gì hả? Số liệu điều tra cậu phải để chính xác 100% chứ. Ai cho cậu sửa? Nếu mà cậu sửa cho đẹp ấy, thì cậu ngồi văn phòng cũng ghi số ra cho còn hơn. Công ty này không chi tiền ra để cậu đi điều tra một cách vô lý như này nhá. Dạ, em xin lỗi ạ. Thật ra thì cái bản này là do Tường San làm đấy. Cái gì? Bên ngoài bản báo cáo là tên của cậu, và bên trong ruột lại là Tường San làm. Dạ thưa anh, cái phần điều tra thì là Tường San làm, còn những phần còn lại thì đều do em ạ. Thế cậu không xem lại à? Nhân viên gửi lên cho cậu ấy, cậu phải xem xét rồi điều chỉnh lại chứ. Nhìn qua thôi đã thấy lỗi sờ sờ thế này rồi. Nếu mà tay giám đốc nhìn thấy, cả tôi và cậu đều chết đấy. Cầm lấy, tự tay mang về làm lại đi. Điều chỉnh lại số liệu về ban đầu cho tôi. Dạ vâng, em biết rồi ạ. Em xin lỗi, em xin rút kinh nghiệm ạ. Em chào anh. Trời đất ơi, cái lão Việt Anh này, hắn ta sửa choe choét cái số liệu của mình. Nếu mà không sửa ấy, thì có phải là được thông qua rồi không? Sửa linh ta linh tinh làm hỏng cả cái bản báo cáo của mình. Nhưng bực mình thật đấy. Bây giờ ấy, mình biết phải sửa lại thế nào đây? Lão này. Lão ta nhắn lại rồi à? Cái gì? Cô cứ chỉnh lại số liệu như ban đầu, khớp các bảng với nhau là được. Ơ kìa, ông này hay thật đấy. Ông ấy đi uống rượu say xong rồi nói linh tinh đấy à? Đã nhắn là đề mục bảng có vấn đề rồi cơ mà. Thôi, mình nhắn lại lần nữa vậy. Trưởng phòng, anh sửa bảng của em, các đề mục không đúng. Anh cho em thêm 3 mục nữa, giờ phải sửa lại như thế nào ạ? Tin nhắn này. Cô cứ khớp lại số liệu, cái khác để đấy tôi sửa. Tôi đang bận tiếp khách quan trọng, đừng có động một tí là hỏi nữa. Hay, ném báo cáo cho người ta làm, xong rồi chẳng nói chẳng rằng, ai biết sửa thế nào. Hỏi lại còn cáu nữa chứ. Thôi, mình sửa lại báo cáo theo số liệu ban đầu là được. Khó gì đâu, đúng là vẽ việc cho người khác làm mà. Hãm thật đấy. Chị Linh, chị sao thế ạ? Em tưởng là chị đi nộp báo cáo mà. Thì cái lão Việt Anh ấy, chả hiểu sao đi gặp khách về xong đỏ mặt tía tai, đang ngồi sửa báo cáo của em ấy, xong rồi tự nhiên quát chị bảo là nộp báo cáo muộn, trong khi rõ ràng chị nộp sau anh cũng 15 phút thôi mà. À, đâu phải đâu, em nộp một lần rồi, sao cũng sửa lại. Bây giờ là em nộp lần thứ hai rồi đấy ạ. Thế sao không đợi chị? Em có thấy chị nói gì đâu. Em thấy chị cứ đi ra đi vào suốt, em tưởng là chị nộp rồi đấy chứ. Từ Xa, em đang làm gì đấy? Em đang làm ý tưởng cho sản phẩm mới chị ạ. Chị làm chưa? Chị làm xong rồi, chuẩn bị nộp đây. Em xong chưa? Bao giờ nộp? Chiều mai em nộp ạ. Hết giấy rồi à? Mình phải đi lấy thêm giấy mới được.
phải sao chép lại. Sáng mai mang nộp trước công an, nó nộp xong mình sẽ tố cáo nó đạo nhái ý tưởng của mình, chó chết. Cái gì thế này? Cô đùa tôi đấy à? 6 ý tưởng thì 3 cái đạo của Bảo Linh. Cô định giở trò gì đấy à? Không phải đâu ạ, đây là ý tưởng của em mà. Em có đạo đâu. Còn cãi à? Sáng nay cô Bảo Linh nộp cho tôi rồi. Tất cả các ý tưởng trùng khớp với nhau. Thì cô không đạo thì cô làm cái gì? Không thể nào mà như thế này được. Ý tưởng trùng khớp 100%. Rõ ràng là Bảo Linh đạo của em ạ. Em không phải là người đạo đâu ạ. Này, cô nói gì thì nói cho có lý một tí. Cô là người đạo, thế nên cô mới nộp sau. Chứ cô không đạo thì cô đã nộp trước rồi còn gì. Em nộp sau, tại vì còn 3 ý tưởng nữa mới hoàn thiện được. Chứ không phải là như thế. Đây rõ ràng là Bảo Linh đạo của em đấy ạ. Trong lúc tôi còn đang nói chuyện tử tế thì cô đừng có mà cãi cùn. Bỏ 3 cái ý tưởng đạo đi, lấy 3 cái còn lại. Từ nay đừng có mà đạo ý của người khác nữa. Không công bằng. Rõ ràng là anh đang thiên vị mà. Đi ra ngoài. Cô mà còn nói thêm nữa tôi loại hết tất cả ý tưởng của cô đấy. Gian dối đấy còn già mồm. Đây, bảo báo cáo cậu đây. Lần này cậu có đổ lỗi cho Tường San làm được không? Tôi bảo đích thân cậu làm mà cậu làm bẽ mặt tôi ra đây à? Dạ thưa anh, em đã chỉnh sửa rất kỹ rồi mà. Sai chỗ nào ạ? Toàn bộ phần điều tra. Ngày hôm nay họp ban giám đốc ấy, đích thân giám đốc loại cái phần điều tra cậu ra, không được duyệt kinh phí. Còn tất cả các phần khác được thông qua rồi đấy. Không được duyệt kinh phí? Chứ cái số tiền mà bỏ ra thì... Thì cậu lấy tiền ra mà đền. Giám đốc bảo như thế đấy. Này cậu nhìn này, đề mục thì sai lung tung, không có đơn vị tính gì cả, không có gì đặc tả giao hồn cả. Cậu làm ăn thế này à? Hả? Dạ thưa anh, chắc chắn những cái số liệu này là thật. Em đã cho nhân viên đi điều tra rõ ràng rồi mà. Đúng, số liệu là thật. Tôi nói giám đốc như thế hết hơi rồi đấy. Tôi còn bảo giám đốc là em đã xuống tận địa phương giám sát đoàn hoàng. Số liệu này là thật, nhưng thật thì sao? Cậu cầm thử cái bảng này đi, mang sang phòng kế toán xem họ hiểu gì không. Tại sao cậu làm ăn bố láo thế nhỉ? Vào đi. Cô làm báo cáo cái kiểu này đấy à? Phần điều tra đã bị loại ra, không được cấp kinh phí đây này. Không được cấp kinh phí là sao ạ? Em làm giống như là anh bảo. Xong anh còn bảo là anh sửa lại còn gì nữa. Tôi đã sửa, nhưng mà cô làm sai quá nhiều tôi không sửa hết được. Thôi, cô lo mà đền đi. Tại sao tôi lại phải đền ạ? Anh bắt nạt trẻ con đấy à? Rõ ràng bản báo cáo này là tôi làm, sao anh xóa tên của tôi đi, ghi tên của anh vào, cướp hết công của tôi. Anh đã sửa sai bé bé vào số liệu điều tra, xong rồi bây giờ còn bắt tôi phải sửa lại. À, hóa ra là cô để bụng cái chuyện mà tôi gạch tên cô đi và thêm tên của tôi vào. Thế nên là cô đã cố tình làm láo đúng không? Không đúng, bản báo cáo tôi làm rất là tử tế. Tôi còn không thèm trách anh, cái việc mà anh đã xóa tên của tôi đi, sai ghi tên của anh vào, cướp hết công của tôi. Rõ ràng là số liệu ban đầu tôi đã làm đúng rồi. Thế mà anh bảo tôi làm sai, sao anh đụng vào, chọc cho em bé bét hết cả lên, rồi bắt tôi lại phải đi sửa lại. Anh đúng là vẽ việc ra cho tôi làm mà. Tôi là trưởng phòng, còn cô là nhân viên. Láo nháo tôi báo với công ty cho cô thôi việc đấy. Tôi có lỗi gì mà tôi lại phải nghỉ việc? Rõ ràng là bản báo cáo này có vấn đề. Tôi đã bảo với anh rồi là cần phải kiểm tra lại. Nhưng mà anh đâu có nghe, anh cứ đụng vào xong rồi bắt tôi phải sửa lên sửa xuống. Xong rồi đến khi mà phó giám đốc phát hiện ra ấy, thì anh đổ hết tội cho tôi. Bây giờ bản báo cáo không được duyệt kinh phí, anh đi mà đền. Cô chán làm việc ở công ty này rồi đúng không? Đúng vậy, tôi đã chán làm việc với anh lắm rồi đấy. Đúng nguyên quân tử, lấy báo cáo của người khác, sợ cướp công lại còn trắng trợn như thế. Đúng là cái đồ mặt dày mà. Tôi nói cho anh biết, ba ý tưởng kia là Bảo Linh đã cướp của tôi đấy. Anh đã thiên vị rồi, tôi không thèm nói thì thôi. Láo toét, cầm mồm một cút ra ngoài. Từ bây giờ tôi không giao việc cho cô nữa. Để xem cuối tháng cô còn lại được mấy đồng lương. Được thôi, không giao việc ý thì càng tốt. Anh giao việc cho tôi, bắt tôi phải chạy cong đuôi lên, phải làm hết việc. Rồi cuối cùng ý, anh cũng chỉ cấp công tôi thôi. Đúng là không biết trời cao đất dày. Mình phải đi chết con này mới được. Công việc là chỉ có vậy. Chúng ta sẽ bắt đầu triển khai nhé. Có ai thắc mắc gì không? À, dạ không ạ. Bọn em sẽ cố gắng phấn đấu để làm thật tốt công việc cho công ty ạ. Ừ. Sang tuần sau, tức là sang tuần mới của tháng mới, nhân sự sẽ có sự thay đổi.
đang có một suất lên quản lý làm tổng công ty. Tôi đã đề cử người nhận vị trí đó và ban giám đốc đã đồng ý rồi. Ôi, phó giám đốc ơi, thế ai là người vinh dự đã được phó giám đốc đề cử thế ạ? Đường San, em giao lại hết công việc cho Bảo Linh nhé. Tuần sau lên tổng công ty nhận việc. Đây là quyết định thuyên truyền và quyết định bổ nhiệm của em đây. Phó giám đốc ơi, tại sao lại có thể là Tường Sang được ạ? Ai xứng đáng thì người đấy được nhận vị trí thôi. Hai người về làm việc đi. Còn Tường Sang ở lại, anh muốn trao đổi một chút chuyện riêng. Thưa phó giám đốc, chuyện này... Nhưng mà em tưởng là trưởng phòng Việt Anh phải là người xứng đáng được nhận vị trí này chứ ạ? Hôm trước ấy, tôi đã đứng ở ngoài nghe toàn bộ câu chuyện của Việt Anh rồi. Tôi thấy Việt Anh không xứng đáng ở vị trí quản lý. Người có công, trời sẽ không phụ. Tường San hãy cố lên, chăm chỉ làm việc, dốc sức lực, hãy nhiệt tình lên. Tự ắt thành công sẽ tìm đến thôi. Dạ vâng ạ, em cảm ơn phó giám đốc. Em cảm ơn phó giám đốc nhiều lắm ạ. Cố gắng lên. Dạ. Khốn nạn, cái lão Thiên Vị, đáng lẽ ra tôi mới phải là người được đi vào tổng công ty. Đúng rồi đấy, cái con Tường San đấy chả được cái tích sự gì cả. Đã thế là còn điêu toa bốc phét nữa chứ. Nó ấy còn không đủ tầm để xách dép cho anh cơ. Mà có khi là nó với cả ông Long kia ấy chấm mút gì với nhau rồi cũng đen ấy. Chứ còn gì nữa, cái loại vô liêm sỉ đấy, tôi khinh. Anh Vanh, anh làm gì đấy? Anh tránh ra chỗ khác đi. Thôi, cô đừng có giả vờ nữa. Đêm qua cô chẳng phải đã quá cuồng nhiệt rồi còn gì. Nào, chúng ta cùng giúp nhau vui vẻ để giải tỏa căng thẳng nhé. Việt Anh, Bảo Linh, hai người đang làm cái trò gì vậy? Đây là công ty đấy. Dạ, em có làm gì đâu ạ? Phó giám đốc ơi, mọi chuyện không phải như anh nghĩ đâu ạ. Hai người vẫn còn chối à? Tôi đi từ ngoài kia còn nghe thấy tiếng động đấy. Cậu Vanh, cậu chính thức bị cách chức. Còn cô Bảo Linh ấy, chuyển xuống xưởng làm đi. Cô mà không thích xuống xưởng làm ấy, thì nghỉ luôn đi. Phó giám đốc ơi, xin anh giơ cao đánh khẽ, xin anh đừng có đuổi việc em ạ. Phó giám đốc ơi, em không muốn xuống đó đâu ạ. Phó giám đốc.